Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vấn nạn báo chí thủ dâm tư tưởng, công khai và lỗ bịch trong lĩnh vực thể thao. Ngày 4 tháng 8, blog Tuấn Khanh trên WordPress bình luận: Ta phải vô địch, ngay cả thua cũng vô địch. Thời báo chấm đê giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Ngày nào khi báo chí đất nước Việt Nam thanh bình, các nhà tâm lý học và tâm thần học nên đi thăm lại những nhà báo đương thời hôm nay để tìm hiểu thêm về vấn nạn thủ dâm tư tưởng, công khai và lố bịch ngày càng nhiều, đặc biệt với thể thao ở kỳ Olympic này. Và đây là hình bài bình luận trên blog WordPress của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Việc ca ngợi và tự hào như trẻ nhỏ, không hiểu nổi nghĩa trưởng thành ngày càng nhiều, vận động viên bắn súng được điểm thì được mô tả ngạo nghễ là khiến cả chục đối thủ khác khủy gói, mà đến đợt bắn kế tiếp thì chính vận động viên này cũng bị loại khủy gói thật. Chuyện khác, tay vật thi đấu không thành công thì được ca là đấu xuất thần và phải rời cuộc thi đấu sớm là chia tay đẹp, nhưng không rõ là đẹp ở chuyện gì. Tôi không để tên những vận động viên này, vì có lẽ chính họ cũng cảm thấy ngại ngùng, với cái kiểu bơm thổi lố bịch, nhưng bất lực với trào lưu bịch mắt tự hào, lôi sần sệt họ vào dòng dư luận. Mà Việt Nam cũng đã có bài học điển hình, tráo trở và bất nhân của báo chí Việt Nam đối với nữ vận động viên bơi lội ánh viên trong lần thi đấu không thành công cuối sự nghiệp của cô. Sau một thời gian dài theo đuổi và ca ngợi những thành công của nữ vận động viên ảnh viên trên trường quốc tế, rồi sau đó, trong một trận đấu không thành công, báo chí đồng loạt cùng một giọng chỉ trích cô là kẻ về bét. Và đây là hình Kình Ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, người từng được báo chí ca ngợi lên mây, nhưng cũng bị chính họ hạ đạp hội đồng chỉ vì thi đấu không thành công. Những chuyện nói quá cũng như sĩ vả người không được thành công như ý là chuyện khá quen thuộc, không chỉ ở kỳ Olympic này mà dễ thấy nhất là với bóng đá lâu nay. Đặc biệt sự coi thường, hạ thấp đội hay người tạm thời thua cuộc với Việt Nam đã trở nên là điều ngạo nghễ cần thiết một cách bình thường. Một người bạn trên Facebook nhắc tôi về các diễn đạt của báo chí thể thao Việt Nam trong một lần thi đấu bóng đá và thua đội bạn. Sự thất bại được mô tả là đội tuyển Việt Nam thất bại trong tư thế ngẩng cao đầu. Dường như trong cách mô tả của thể thao Việt Nam vẫn còn mùi súng đạn và niềm khao khát chiến thắng một kẻ thù. Không nói nhưng chắc ai cũng biết, ngạo nghễ vô cớ cũng là dấu hiệu của mặt cảm thấp kém lâu năm nên phải bù đắp và tưởng tượng ngôn từ. Có những ngành nghề mà khi kể ra thì rất dễ mũi lòng như vận động viên hay nghệ sĩ siết. Và đây là hình bài báo đưa tin về việc võ sĩ judo Đặng Thanh Cường bị bỏ rơi sau chấn thương tại SEA Games 22, đến mức không có tiền thanh toán viện phí. Họ sống trong một hệ thống bao cấp cầm hơi, giữ lý tưởng, nuôi hy vọng và cống hiến thầm lặng cả tuổi xương của mình, và biết trước, biết rõ khoảng bù đắp trống rỗng về sau của đời mình. Nên nói lố và phổi tai là cách ứng xử vô cùng tàn nhẫn. Hồi đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học Anh đã từng có một nghiên cứu về loại ngựa và thí nghiệm cho ngựa đeo một đôi kính chỉ nhìn thấy màu xanh lá cây rồi đưa mặt cưa cho ăn. Ngựa làm mặt cưa là cỏ nên ăn đến nỗi suốt bội thực. Nhưng rồi dù đeo mắt kính màu xanh nhưng nó vẫn nhận ra rằng đó không phải là thức ăn ngày thường của mình nên từ chối không ăn nữa. Người làm báo trong thời đại hôm nay cũng nên đừng tự bịt mắt mình bằng một đôi kính màu hồng, đừng để mình bội thực với loại ma túy ảo tưởng vô địch và vấy bẩn chữ nghĩa của cha ông để lại. Điều quan trọng là con người thì nên quan sát bằng cặp mắt của chính mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vấn nạn báo chí thủ dâm tư tưởng, công khai và lỗ bịch trong lĩnh vực thể thao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc chiến tranh giành quyền lực vẫn tiếp diễn khốc liệt sau khi tổng trọng qua đời. Ngày 12 tháng 8, AFI tiếng Việt đăng bài bình luận, giới tin qua chính trị Việt Nam không dừng tranh giành trong dịp đám tang ông trọng của giáo sư Abuja thuộc Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington. Tác giả cho biết, sau đám tang tổng trọng, tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn và có thể biết nhiều hơn về những gì sẽ tới và đây là hình bài bình luận của giáo sư abuja trên afa trước lễ tang ông tô lâm đã tiến hành củng cố vị trí của mình thể hiện qua việc bộ chính trị đã bỏ qua ông lương cường để ông tô lâm đảm nhiệm các trách nhiệm của ông trọng tác giả liệt kê những nhân vật thân cận với ông tô lâm được thăng chức nắm giữ những vị trí quan trọng như sau ông lương tâm quang đã trở thành người kế vị chức bộ trưởng công an của tô lâm không chỉ cùng quê hưng yên ông Quang còn có quan hệ gắn bó với ông Lâm thông qua gia đình. Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng từ tỉnh Hưng Yên trở thành chánh văn phòng trung ương đảng. Đây là một vị trí then chốt trong việc tổ chức các cuộc gặp và xây dựng chương trình nghị sự. Ông Ngọc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn nhân sự cho đại hội 14 tới. Ông Lê Minh Hân, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã được bổ nhiệm làm trưởng ban tổ chức trung ương sau khi được bầu vào bộ chính trị. Vị trí này đặt ông vào phụ trách tất cả các vấn đề nhân sự của đảng trước thềm đại hội 14 diễn ra vào tháng Giêng năm 2026. Bố của ông Hưng, ông Lê Minh Hương, là cựu bộ trưởng Bộ Công an và là người dẫn dắt sự nghiệp của ông Tô Lâm. Và đây là hình tân tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhắc lại ngày 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương đã bầu chủ tịch nước Tô Lâm làm tổng bí thư. Mặc dù có những đồn đoán rằng, Đại tướng Lương Cường sẽ đảm nhận chức chủ tịch nước nhưng thực tế ông tô lâm sẽ vẫn đồng thời giữ chức tổng bí thư và chủ tịch nước tác giả nhận định hơn nữa chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông trọng vẫn đang tiếp diễn dưới thời tô tổng với cùng một lý do là củng cố quyền lực chính trị tác giả bình luận mặc dù nhiều người vẫn xem thủ tướng phạm minh chính là một trở lực hiệu quả đối với những tham vọng của tô lâm nhưng ông chính thực ra lại là người rất dễ bị tổn thương ông tô lâm đã giao vị trí giám đốc công an quảng ninh cho một đồng minh của mình Thiếu tướng Đinh Văn Nơi vào tháng 8 năm 2022 với một nhiệm vụ ngầm là tìm kiếm những vi phạm khuyết điểm của ông chính. Tác giả cho rằng ông Tô Lâm giờ đây có một con đường suôn sẻ để tiến đến mục tiêu được bầu làm tổng bí thư Đại hội 14 vào tháng 1 năm 2026. Ở nhiều khía cạnh, cái chết của ông Trọng đã tạo thêm sự ổn định chính trị cho Việt Nam. Nếu mục tiêu của các cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào các lãnh đạo cấp cao là để dọn đường cho ông Tô Lâm kế nhiệm ông Trọng thì sứ mệnh này đã hoàn thành. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo tác giả, một điều cuối cùng cần lưu ý là liệu Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang có được đề bạc vào Bộ Chính trị và nếu có thì là khi nào? Theo tiền lệ ở Việt Nam, Bộ trưởng Công an luôn là thành viên Bộ Chính trị và ông Tô Lâm sẽ rất muốn có thêm một đồng minh ở đó. Tác giả đánh giá, dù thế nào chăng nữa, việc vừa là chủ tịch nước, đồng thời là tổng bí thư, trao cho ông Tô Lâm quyền lực và cơ hội tuyệt vời để đi tới đại hội 14. Ông có đồng minh chủ chốt ở văn phòng trung ương đảng và ban tổ chức trung ương. Những nhân tố này sẽ giúp ông gây ảnh hưởng đối với việc lựa chọn hàng ngũ lãnh đạo trong 16 tháng tới. Ông Lâm cũng sẽ tiếp tục sử dụng các quyền điều tra của Bộ Công an để giám sát và cản trở bất kỳ đối thủ tham vọng nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Cuộc chiến tranh giành quyền lực vẫn tiếp diễn khốc liệt sau khi tổng trọng qua đời. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.